Pokemon GO thu về hơn 5 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm. Pokemon GO là một tựa game miễn phí trên thiết bị di động được Niantic phát triển và Pokemon Company đã phát hành vào năm 2016 thuộc dòng game Pokemon. Trò chơi cho phép người chơi bắt đầu đấu và huấn luyện, trao đổi Pokemon. Năm 2021 có thể là năm tốt nhất từ trước đến nay đối với Pokemon GO vì dữ liệu của Senior Tower chỉ ra rằng trò chơi này có khởi đầu tốt nhất từ trước đến nay trong vòng một năm, với doanh thu tăng 34% trong nửa đầu năm so với năm 2020. Đi xa hơn nữa, con số này khi so sánh với tổng doanh thu của nửa năm đầu năm 2017 cho thấy mức tăng là 130%. Mặc dù đại dịch COVID-19 hoành hành trên thế giới sang năm thứ hai và có thể nhiều hạn chế khác nhau đối với việc đi lại giữa các địa điểm công cộng, thế nhưng trò chơi nổi tiếng Pokemon GO vẫn tiếp tục phát triển và thiết lập thêm một kỷ lục mới. Doanh thu của trò chơi thực tế ảo tăng cường nổi tiếng này đã vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Điều thú vị là doanh thu trên nền tảng Android và iOS xấp xỉ nhau, lần lượt là 52,8% và 47,2%. Báo cáo cũng cho thấy rằng trò chơi đã kiếm được cho các nhà phát triển 642 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2021 và tăng 34% so với cùng kỳ của năm ngoái.